Năm 1963, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên, tiền thân là Trường Nghiệp vụ Tài chính Kế toán trực thuộc Ti Tài chính và Trường Nghiệp vụ Nông nghiệp trực thuộc Ti Nông nghiệp được thành lập, cùng với sự kiện tái lập tỉnh Lai Châu cũ, nay là tỉnh Điện Biên. Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, sau nhiều lần sáp nhập, đổi tên, phát triển thành trường trung cấp và được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà trường đã từng bước khắc phục khó khăn, nỗ lực đổi mới, trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp trọng điểm theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực. Ra đời ngay từ những ngày đầu tái lập tỉnh Lai Châu cũ, khó khăn càng chồng chất khó khăn khi cơ sở vật chất thiếu thốn, các thầy cô tự tay xây trường, dựng lớp, ổn định nơi ở. Đội ngũ cán bộ giáo viên khi ấy chủ yếu là lực lượng cán bộ được điều động từ các cơ quan trong tỉnh. Trong điều kiện khó khăn ban đầu ấy, với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài chính kế toán và nông nghiệp cho tỉnh, nhà trường đã mở các khóa sơ cấp, bồi dưỡng ngắn hạn cho tỉnh nhằm chuẩn hóa chuyên môn và đáp ứng nguồn nhân lực tại chỗ. Năm 1978, trường được nâng cấp thành Trường Trung học Kinh tế và Trường Trung học Nông nghiệp và tiến hành sáp nhập thành lập Trường Trung học Kinh tế Kỹ thuật Tổng hợp tỉnh Lai Châu vào năm 1996. Về phía nhà trường thì có thể nói là lúc đó chúng ta hoàn toàn hầu như chưa có gì. Chỉ có một vài đồng chí cán bộ được chuyên môn là cử sang, kể cả là hiệu trưởng. Lúc đó còn đang kiêm nhiệm, thầy cô giáo thì có độ khoảng 10 người thôi. Và trình độ của đội ngũ giáo viên thì lúc đó hoàn toàn là cán bộ chuyên môn nghiệp vụ để cử sang các ngành như là tài chính, rồi kế hoạch, vật giá, chủ tịch. Anh em chưa được đào tạo. Trong những cái bối cảnh như thế, chúng ta lại còn phải đi sơ tán cách thị xã Lai Châu lúc đó trung tâm tỉnh địa là 150 km. Thì về mở ngang trường chúng ta vào trong rừng như thế thì phải xây dựng từ đầu đến cuối, và tất cả mọi thứ chúng ta tạo dựng từ đầu đến cuối. Với những cái khó khăn như vậy thì chúng tôi đã xác định trường vừa làm nhiệm vụ đào tạo nhưng vừa làm nhiệm vụ xây dựng nhà trường, gắn bó hai cái nhiệm vụ ấy với nhau. Từ đó để chúng ta xây dựng cái trường chúng ta trong giai đoạn đầu như thế, và khắc phục khó khăn thì trong vòng mấy năm thôi chúng ta xây dựng nhà trường phát triển, đội ngũ cán bộ giáo viên lên tới 5-6 người, 5-600 học sinh khi đó, đào tạo ra được mấy khóa trong cái điều kiện như vậy. Đến năm 2008, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên được thành lập trên cơ sở Trường Trung học Kinh tế Kỹ thuật Tổng hợp tỉnh Điện Biên. Thực hiện nhiệm vụ của cơ sở đào tạo đa ngành, trường đã chủ động mở rộng nhiều ngành đào tạo mới như pháp lý, hành chính văn phòng, quản lý đất đai, xây dựng, tin học, quản lý văn hóa, du lịch và đa dạng các loại hình đào tạo, chính quy, vừa làm vừa học, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng nguồn nhân lực cho công cuộc xóa đói giảm nghèo và thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh và khu vực. Từ năm 1992 đến nay, nhà trường đã chủ động liên kết với các cơ sở giáo dục đại học và học viện mở các lớp đại học hình thức vừa làm vừa học nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ và đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh. Tại nhà trường thì tôi đã được các thầy cô truyền dạy những kiến thức chuyên môn về chuyên ngành hướng dẫn du lịch, và tôi đã áp dụng những kiến thức đó vào môi trường làm việc của tôi hiện tại là hướng dẫn viên tại điểm và hướng dẫn viên trên tuyến, hướng dẫn viên xuất tuyến đưa đoàn tham quan tới các điểm tham quan tại thành phố Điện Biên Phủ và đến các điểm lưu trú. Những kiến thức được học tập tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên thì đã giúp ích rất nhiều cho tôi trong quá trình làm việc tại điểm bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Từ năm 2017, khi bắt đầu chuyển sang giáo dục nghề nghiệp, nhà trường đứng trước những thời cơ và thách thức mới. Từ việc phải thay đổi cơ cấu ngành nghề đào tạo, đăng ký bổ sung, chuyển đổi, đăng ký mới hoạt động giáo dục nghề nghiệp để phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp, nhu cầu của xã hội, đến chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo để bảo đảm về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ kỹ năng nghề, phương pháp giảng dạy.
thông qua việc đổi mới cấu trúc chương trình giáo dục nghề nghiệp, từ việc tách biệt lý thuyết thực hành sang đào tạo theo hình thức tích hợp kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và thái độ nghề nghiệp. Đồng thời, phải bảo đảm cơ sở vật chất thiết bị phục vụ đào tạo nghề và việc tăng cường gắn kết với doanh nghiệp trong tổ chức đào tạo, giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp. Nhà trường đã và đang triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất đó là tiếp tục duy trì các ngành nghề đào tạo đã được cấp phép, đồng thời tiếp tục nghiên cứu và chuẩn bị các điều kiện để mở thêm các ngành nghề mới theo định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của địa phương, tiếp tục liên kết với các trường đại học, học viện uy tín trong nước để đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học, để đào tạo với duy trì cái quy mô tuyển sinh hàng năm từ trên 1.000 học sinh sinh viên trở lên. 60 năm xây dựng và phát triển, trải qua nhiều biến động thăng trầm lịch sử với một lần sáp nhập, 3 lần đổi tên, 10 lần thay đổi địa điểm, nhà trường đã có nhiều đổi thay và lớn mạnh. Từ một trường trung cấp nông nghiệp đơn ngành, vượt lên những khó khăn vốn có của một tỉnh miền núi biên giới, đến nay, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên ngày càng khẳng định vị trí của mình, mở rộng quy mô, ngành nghề đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Điện Biên. Hiện nay, nhà trường đang thực hiện đào tạo 10 ngành nghề trình độ cao đẳng, 14 ngành nghề trình độ trung cấp, 20 nghề trình độ sơ cấp và gần 30 nghề đào tạo ngắn hạn dưới 3 tháng. Chất lượng đào tạo có sự chuyển biến mạnh mẽ từ giáo dục chuyên nghiệp sang rèn kỹ năng nghề, kỹ năng thực hành cho người học. Có được kết quả đó, ngoài sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, lãnh đạo, công nhân viên chức và học sinh sinh viên nhà trường là sự lãnh đạo chỉ đạo đúng và trúng của cấp ủy đảng trong công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Hiện nay, đảng bộ nhà trường có 5 chi bộ trực thuộc với 104 đảng viên. Trong 60 năm qua, đảng bộ đã lãnh đạo chỉ đạo nhà trường đạt được nhiều thành tựu xuất sắc. Hàng năm đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt đảng bộ trong sạch, vững mạnh và trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Căn cứ vào nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn của từng thời kỳ, đảng bộ nhà trường đã xác định và thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và tổ chức cán bộ, sắp xếp cán bộ theo vị trí việc làm và năng lực để viên chức yên tâm công tác. Thứ hai, tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, phương pháp, kiến thức, kỹ năng, thái độ cho đội ngũ, cán bộ, giảng viên, coi đây là nền tảng để nâng cao chất lượng đào tạo. Thứ ba, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và cán bộ, đảng viên, viên chức, xây dựng tập thể thành khối đoàn kết vững chắc. Với phương châm uy tín, chất lượng, trách nhiệm xã hội, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên tập trung đầu tư xây dựng đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, có trình độ kiến thức chuyên môn, sư phạm, ngoại ngữ, tin học và kỹ năng nghề, nhất là trình độ thực hành. Hàng năm, nhà trường có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng để nhà giáo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tiếp cận với thông tin mới nhất có liên quan đến quá trình dạy học, phương pháp giảng dạy mới để đáp ứng được chương trình đào tạo mới, phù hợp với những kỹ thuật và công nghệ mới. Từ chỗ ban đầu mới chỉ là trường sơ cấp và trung cấp chuyên nghiệp, đội ngũ cán bộ giáo viên mới chỉ có trình độ đại học cao đẳng. Đến nay, nhà trường đã có gần 83% nhà giáo có trình độ trên đại học, trong đó 5 nhà giáo có trình độ tiến sĩ. Với vai trò là một giảng viên thì chúng tôi cũng xác định đây là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng. Và để thực hiện được mục tiêu là nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực thì mỗi giảng viên cần phải tự chủ động, tích cực tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Thứ hai đó là tăng cường tiếp cận thực tế để đưa các kiến thức thực tiễn vào trong từng bài giảng, giúp học sinh sinh viên có thể làm được việc sau khi ra trường, đáp ứng được những cái yêu cầu của người sử dụng lao động. Xác định nâng cao chất lượng đào tạo và giải quyết việc làm cho học sinh sinh viên là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong phương hướng xây dựng và phát triển. Chính vì vậy, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên đã đưa ra nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo,
như tập trung đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên, chú trọng phát triển các chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình, đổi mới phương thức đào tạo theo hướng gắn đào tạo lý thuyết với thực hành, thực tập và lao động sản xuất, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và các nguồn khác để phát triển ngành nghề đào tạo, tăng cường đổi mới công tác quản trị nhà trường, đồng thời mở rộng và tăng cường quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp để liên tục cập nhật mới chuẩn đầu ra các ngành nghề, gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Song song với nhiệm vụ đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học, gắn kết nghiên cứu khoa học với đào tạo và phục vụ xã hội cũng được nhà trường đẩy mạnh. Chỉ trong 10 năm trở lại đây, nhà trường đã có trên 60 sáng kiến cấp trường, trên 120 đề tài khoa học công nghệ cấp trường được nghiệm thu, một đề tài, một dự án và hai sáng kiến cấp tỉnh được công nhận, 9 đề tài được công nhận có phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh, một đề tài được công nhận phạm vi ảnh hưởng cấp toàn quốc, v.v. Cá nhân tôi, từ khi nhận nhiệm vụ công tác tại trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên, đã xác định là gắn việc nghiên cứu khoa học với công tác giảng dạy để từng bước nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Trong thời gian vừa qua thì bản thân tôi đã rất tích cực trong công tác nghiên cứu khoa học, thực hiện nhiều nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp với một dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh, 8 đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ và sáng kiến cấp trường, trong đó có một đề tài được công nhận phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh và đem lại hiệu quả cao trong thực tiễn. Việc tăng cường cơ sở vật chất, trang bị các phương tiện giảng dạy và học tập hiện đại cũng được nhà trường đặc biệt quan tâm. Với diện tích gần 30 ha, nhà trường đã xây dựng một cơ ngơi khang trang với đầy đủ phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, thư viện, khu vực làm việc với hệ thống máy móc thiết bị, phương tiện dạy học tiên tiến hiện đại, nhà ký túc xá, trại thí nghiệm, thực hành rèn nghề cho học sinh sinh viên. Trong chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã đào tạo hơn 25.000 học sinh sinh viên có trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, liên kết đào tạo hơn 4.000 sinh viên hệ vừa làm vừa học. Bên cạnh đó, trường liên tục mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho hàng ngàn lượt cán bộ, viên chức và đào tạo giúp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hàng trăm cán bộ có trình độ trung cấp chuyên nghiệp. Chúng em được ở trong ký túc xá khép kín, ngăn nắp, gọn gàng. Ngoài ra, bữa ăn trong nội trú rất phong phú và thực đơn được thay đổi theo tuần, đảm bảo vệ sinh và đảm bảo sức khỏe cho chúng em học tập. Phòng học và phòng thực hành có đầy đủ các trang thiết bị hiện đại. Các thầy cô ở trường luôn quan tâm chúng em, chăm sóc chúng em không chỉ trong học tập mà còn cả trong sinh hoạt hàng ngày như những người thân trong gia đình. Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên phấn đấu đến năm 2030 trở thành cơ sở đào tạo đa ngành tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Với tầm nhìn đó, trong những năm qua, nhà trường đã và đang chuẩn bị các điều kiện cần và đủ để đăng ký đánh giá ngoài và tạo cơ sở để trường cải tiến chất lượng. Năm 2012, nhà trường đã thực hiện tự đánh giá theo 10 tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhìn lại chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định vị thế trong các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ghi nhận quá trình nỗ lực phấn đấu, nhiều tập thể cá nhân nhà trường liên tục nhận bằng khen của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cờ thi đua của Chính phủ. Nhà trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất nhì ba. Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập, nhà trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng ba vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Kế thừa và phát huy truyền thống 60 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp trọng điểm, chất lượng cao, theo hướng đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, ngang tầm với các trường cao đẳng có uy tín trong nước.